Ngày 26 tháng 2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Huỳnh Hải, 25 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè. Theo điều tra ban đầu, lúc 7 giờ ngày 11 tháng 2, Hải sau khi sử dụng ma túy đã đi bộ đến khu vực chợ Cái Nứa thuộc xã Hậu Thành, huyện Cái Bè. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Hải nhìn thấy bé trai tên LNKT, 3 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, đang ngồi trên ghế đá trước sân nhà thuộc tỉnh lộ 869. Hải đến và ôm bé đi đến sông Cái Nứa cách nhà bé khoảng 80 mét rồi ném bé trai xuống sông, sau đó bỏ đi. Lúc này, anh Phan Quốc Huy, 30 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, là chủ quán cà phê gần đó thấy bé trai vùng vẫy dưới nước đã chạy đến hiện trường. Sau khi phát hiện sự việc, anh Huy đã nhảy xuống sông và vớt được bé T đưa lên bờ sơ cứu. Hiện bé T đã xuất viện và sức khỏe ổn định. Ngày 17 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Cái Bè đã có quyết định tặng giấy khen và thưởng cho anh Huy vì có tinh thần cứu giúp người gặp nạn.